người đàn ông kể giây phút băng qua tường rào, đợi cháu bé rơi từ tầng 12A. Khi phát hiện cháu bé treo mình trên lan can tầng 12A của chung cư, tôi lao ra khỏi xe ô tô, tìm cách băng qua tường bao, trèo lên mái tôn để cố gắng đỡ cháu. Ngay sau đó, cháu bé rơi tự do xuống, tôi chỉ kịp đỡ cháu để bé không rơi thẳng xuống đất. Anh Nguyễn Ngọc Mạnh, sinh năm 1990, trú tại xã Vĩnh Ngọc, huyện Đông Anh, Hà Nội, người cứu bé gái rơi từ tầng cao xuống kể lại. Sau khi sự việc cháu bé NPH ở tầng 12A, chung cư 60B Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, rơi từ tầng 12A thoát chết thần kỳ, phóng viên báo An ninh Thủ đô đã liên hệ với anh Nguyễn Ngọc Mạnh, người đỡ được cháu bé. Anh Mạnh cho biết, anh làm nghề lái xe tải, chuyên nhận chuyển nhà trọn gói. Thời điểm xảy ra vụ việc vào khoảng 17 giờ 30 phút chiều ngày 28 tháng 2, lúc này tôi đang ngồi trong xe ô tô đợi chuyển hàng cho khách ở tòa nhà đối diện. Tôi nghe thấy tiếng khóc của trẻ con nhưng nghĩ là bé nào đó không ngoan bị bố mẹ mắng. Tuy nhiên, ngay sau đó, tôi thấy tiếng người lớn hô hoán, cứu giúp. Lúc này tôi ngó đầu ra khỏi xe ô tô, nhìn ngó xung quanh và ngẩng lên cao thì phát hiện một em bé đang trèo ở lan can ra ngoài. Ngay lập tức, tôi lao ra khỏi xe ô tô, tìm cách trèo tường bao sang tòa nhà bên cạnh. Tôi trèo lên mái tôn cao khoảng hơn 2 mét để tìm cách đỡ cháu. Mái tôn là mái tre của một lối dẫn xuống khu vực để xe nên bị nghiêng. Tôi vừa cố trèo, vừa đưa tay ra cố gắng đỡ cháu. Khi bé rơi xuống, tôi chỉ kịp đỡ lấy để bé không rơi xuống đất. May mắn, bé rơi trúng tay tôi, hai chú cháu ngã xuống, lún cả mái tôn. Tôi vội ôm bé vào người, thấy máu chảy ra ở miệng cháu, tôi hoảng sợ vô cùng, anh Nguyễn Ngọc Mạnh kể. Ngay sau đó, anh Mạnh đã cùng người dân đưa cháu bé xuống đất để đưa đi bệnh viện cấp cứu. Còn anh Mạnh tay bị bong gân nhẹ. Lúc sự việc xảy tôi không nghĩ gì nhiều, nhìn thấy bé tôi nghĩ ngay đến con gái tôi đang ở nhà và vội vã tìm cách cứu bé. Cho đến bây giờ, sau khi biết bé an toàn, tôi vẫn còn run sợ, vội vã tìm về nhà để gặp con gái của mình. Chỉ khi ôm con vào lòng tôi mới vơi đi nỗi sợ, con gái tôi cũng bằng tuổi bé gái ấy, anh Mạnh cho hay. Trước đó, như An ninh Thủ đô đã đưa tin, vào khoảng 17 giờ 30 phút chiều ngày 28 tháng 2, bé NPH, sinh năm 2018, ở tầng 12A của tòa nhà 60B Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân Trung bất ngờ bò từ trong nhà, trèo ra lan can. Sau đó, bé trèo mình lơ lửng ở tầng 12A. Lúc này, một số người dân ở tòa bên cạnh phát hiện sự việc đã hô hoán. Một nam giới đang đứng gần đó phát hiện sự việc nên đã trèo lên mái tre của sảnh và đỡ được bé gái khi bé hát rơi xuống đất. Rất may mắn, cháu bé chỉ bị thương tích. Ngay khi sự việc xảy ra, người dân và gia đình đã đưa bé gái đến bệnh viện nhi cấp cứu. Theo thông tin từ gia đình, cháu bé bị gãy tay, chân, sức khỏe tạm thời ổn định. Nam thanh niên cứu giúp cháu bé tên là Mạnh, sinh năm 1990, trú tại thôn Vĩnh Thanh, xã Vĩnh Ngọc, huyện Đông Anh, Hà Nội, làm nghề chở hàng. Thiếu tá Nguyễn Minh Thắng cho biết, người đàn ông kể